Đầu tiên xin chào tất cả các anh bạn chủ đam mê câu cá trên mình Tổ quốc. Hôm nay tụi anh em một clip gồm 12 cây câu nha anh. 12 cây câu là 12 cây câu cắm gốc. Thì sẽ có hai cây này là hai cây một khúc. Thì hàng này chuyên cho đánh bầu lực câu biển, câu trên ghe, tàu bè nha anh em. Rồi, đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi một không đúng clip lên á thì sẽ nhận lại. Rồi, cảm ơn anh em. Nhất tham khảo. Thì cây thứ nhất em bên cho người là một cây hàng cần một khúc nha anh em. Cây này là cây chích biển, hàng là hàng nội địa nha anh em. Japan. Thì cây này đến từ thương hiệu Dell nè, thương hiệu này là một thương hiệu rất là tiếng của Nhật nha anh em. Cán gỗ nữa mọi người, rất là đẹp luôn. Bass Pussy nha mọi người, Bass Pussy rất là đẹp luôn. Cán mớp, cán ba khúc. Thì cây này cây dài 1m8 nha anh em, dài 1m8 cần một khúc. Sở hữu dàn phen này, dàn phen Pussy Seed chân cao, phen Seed cho mọi người. Ngoại hình còn rất là ok luôn. Đó, cây này về cho anh em đánh dít biển nha anh em, câu dít biển. Thôi anh em lấy lua lóc cũng được, lua lóc rất là ok luôn. Đánh lóc gừng thì lấy mấy cây này đánh thoải mái. Thì cái này dài 1m8, tải mồi mát là 40g nha anh em. Đó, tải mát là 40g. Tải dây từ dây tải dây thì từ 8 đến 16 lb nha mọi người. Đó. Đây anh em. Nhấc bổng là 3 kg nha. Đó. Rất là mới nha anh em, ngoại hình còn khá là ok nha, chất liệu carbon nè, đó. Càng nội địa nha anh em, hàng đeo nội địa. Thì cái này nặng là 180g, dài 1m8. Giá công khai cây số 1, giá 1,4 triệu cộng ship nha anh em, 1,4 triệu cộng ship cây số 1 đó. Coi nó cực kỳ nảy nha anh em, đó. Tiếp theo cây số 2. Thì cây số 2 em đang cho người quản là một cây cần một khúc. Thì cái này cần của Mamisa nha anh em, đó Mamisa. Thì chất liệu vẫn là chất liệu carbon đó. Thì cây này là cây cần cắm gốc nha anh em, cắm gốc nhưng mà mấy anh Nhật anh nhét sao nó cứng ngắc luôn nè. Đó, đây cây này là một cặp nha anh em, cây này rút ra được, cây này nhét là cứng ngắc luôn đó. Đây đó, sau cho anh em xem đó, bát là bát thẳng nha anh em, bát thẳng bát tuyệt cao đó. Cắn mớp nha mọi người, phen là phen lá nha anh em, phen lá đây, phen lá là phen xếp hết nha anh em đó. Đó, phen lá này là phen xít hết nha. Đó. Phen này thì rất là chắc nha anh em. Đó. Cái này độ cứng ra tầm khoảng 80 nha anh em. Giờ anh em đánh trên ghe tàu bè đó. Anh em đánh trên ghe tàu bè thì cái này dài 1m8, nặng là 220g, đọt là 1.8, giá công khai cây số 9 là 900k thôi không? Giá công khai cây số 2 là 900k thôi nha anh em. Đó, số 2 900k thôi đó. Giờ nó rút ra không được. Đó, ta thành một khúc rồi. Giờ anh em thợ thầy thì biết đường rút thì rút ra nha anh em. Đó. Tiếp theo là cây số 3. Cây số 3 bên cho người là một cây cần Mamisa. Đó. Anh em, đó. Cây này dài 2m1 nha anh em, dài 2m1 mà có đầy đủ. Đây, cây này cây cắm gốc rõ ràng của ta, đó. Chất liệu loại chất liệu carbon. Ngoại hình còn rất là đẹp nha anh em, đó. Ngoại hình đẹp sáng bóng. Đó. Báo ta bắt Mamisa bắt hãng, đó. Bắt là cao nha anh em, cực kỳ mới luôn. Phen này dạng phen lá, đó. Pussy xích lá rất là đẹp luôn đó, ngoài hình còn rất là ok nha anh em. Cây này độ cứng ra tầm khoảng 80 đến 100 nha mọi người, 80 đến 100, độ rất là ok cho anh em, cực kỳ nhạy cá luôn đó, phen cực kỳ đẹp. Cây bao mới nha anh em, cây này về anh em câu lăng xê cha chép đó, câu trên ghe trên bè anh thiền đó, cực kỳ ok nha mọi người. Thì cây này nặng là 240g, độ là 1.6. Giá công khai cây số 3 là giá 1,4 triệu cộng ship nha em, 1,4 triệu cộng ship cây số 3. Hàng rất là đẹp nha em, đó, cắm gốc. Tiếp theo cây số 4. Cây số 4 lên cho người là một cây Hollywood. Thì cây này của Alpha Taco nha em, đó. Đây nè, Alpha Taco. Thì cây này hàng China xuất Nhật nha em, đó. Bát là bát Pussy Tam Quang, cán là cán 3 khúc, cán đời cao, đó. Hàng này hàng cắm gốc nha em, đó, hàng cắm gốc. Thì đọt là đọt sợi thủy tinh nha anh em, đọt sợi thủy tinh. Thì cái đọt này về cho anh em đánh bạo lực nha, là thoải mái luôn. Đọt sợi thủy tinh thì đánh bao gãy. Thì cây này sở hữu phen là phen lá nha, là phen xít nha anh em. Đó, nguyên bộ phen xít cánh bóp. Đây anh em. Bóng lưỡng nha mọi người. Đó. Nguyên bộ nha anh em, nguyên bộ phen này phen xít hết nha anh em. Đó. Bu trong sáng. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Đó, phen xít bu trong sáng. Đọt ok cho nhanh nha em. Đó, bao zin từ A đến Z luôn. Đó. Cái này anh em câu trên ghe, trên bè, trên thuyền là cực kỳ chắc luôn, bao chắc. Cái độ cứng nó ra tầm khoảng 80 nha nè. Đó.
từ 50 đến 80 đó, mình cảm giác cực kỳ chắc nha anh em. Rồi cây số 4 nặng là 330g, đọt là 2 ly, giá công khai cây số 4 là 900k cộng ship nha. Tiếp theo là cây số 5, cây số 5 lên cho người vẫn là một cây cần của Alpha Taco. Đây nè, Alpha Taco thì cái này của Rui Sức Nhật nha anh em, Rui Sức Nhật nè, cán là cán 3 khúc của Alpha Taco, bắt ta bắt Alpha Taco luôn đó, bắt phu xe nha anh em đó. Cán còn rất là đẹp nha anh em đó. Thì fan này vẫn số bộ fan là bộ fan shit nha anh em, bộ fan shit thì bộ fan shit này đánh rất là mượt dây anh em, mượt dây rất là hao dây luôn, fan ok hết nha anh em đó. Chạy dàn fan dẫn ở trên là dàn fan lá anh em, fan lá nhỏ đó. Ngoại hình đẹp nha anh em, bộ bộ chống sẵn Pussy nha mọi người đó. Cái này ra tầm khoảng 80 đến 100 nha anh em, cứng ra tầm khoảng 80 đó. Dạng này vẫn cho anh em đánh trên ghe, trên bè, trên thuyền đó. Đó, cầu bạo lực nha anh em, đánh thoải mái. Thì cây số 5 nặng là 280g, đọt là 2 ly 3, giá công khai vẫn là 900k cộng ship nha anh em. Tiếp theo là cây số 6. Cây số 6 lên cho người vẫn là một cây hàng của Alpha Taco, vẫn là một hàng cắm gốc. Được cái cây này mới tin nha anh em, mới tin luôn. Đó. Bát Pussy Alpha Taco, bát Pussy cực kỳ mới luôn nha anh em. Đó. Đây nè. Thì cây Alpha Taco này là một cây của China Chicken nha anh em. Đó, thì cây này cứng 120, dài 1m8 nha anh em. Cứng 120 dài 1m8, fan là fan nòng súng biển như này đó, fan biển nòng súng xít như này, lõi xít hết nha, fan này lõi xít hết. Đây, chỗ một fan dẫn ở trên đây đó, fan dẫn nhỏ bù buộc chống sắn như này, buộc chống sắn cứng 120 nha mọi người, cứng 120 nhưng đọt nó khá là nảy như này đó, đọt nó khá là nảy luôn, cứng đều vô trong nha mọi người, fan này nè nhìn cực kỳ ngầu nha đó. Dạng này vẫn là dạng cắm gốc, câu trên ghe, trên bè, trên thuyền cho anh em nha, đọc đặt sân thiết tinh. Rồi cây số 6 giá nặng là 330g, đọt là 1 ly 7, giá công khai là 1,2 triệu cộng ship cho anh em đó. Cây số 6 1,2 triệu cộng ship. Tiếp theo lên cho người là cây số 7 lên cho người quấn là một cây cắm gốc, hàng này hàng chiên biển cho anh em, chiên biển bông lao đó, đánh bạo lực nha. Đây là cây cắm gốc thì hàng xe ben cho anh em đó, xe ben bát tà bát phu gốc và gốc này nè, gốc này đây, bát tà bát phu si tam hoàng nha anh em. Ngoại hình còn rất là đẹp nha anh em. Đây đó, đây cây này đây đó, ức li tít nha anh em, ức li tít một thương hiệu của Mỹ nha anh em đó. Fan là fan phu si bóm lợn xám nha anh em, fan phu si bóm lợn xám, ngoại hình nó bao đẹp đó nè, ngoại hình bao đẹp. Cây này dài 2m4 nha anh em, dài 2m4 đó. Độ cứng cái này ra tầm khoảng 120 nha anh em, 100 đến 120 đó, cứng đều vào trong nha đó, fan sushi ở xám nha mọi người đó, rất là đẹp nha anh em. Bu phu si chống sẵn nè, bu xít nha mọi người đó, ưng cái bu này nhất, đọt rất là nảy nha anh em, rất là nảy, báo cá cực kỳ ok luôn đó, càng bao ok nha anh em đó. Dài 2m4 đây, kéo lên cho anh em xem, dài 2m4 nha anh em, bao cứng. Rồi cái này nặng là 480g, đọt là 3 ly 4, giá cộng hai cây số 7 giá là 1,6 triệu cộng ship nè đó. Tiếp theo là cây số 8, cây số 8 lên cho người là một cây cần của Alpha Taco đây nè, bát tà bát Alpha Taco, bát Fuji đó, vẫn là một cây cần cắm gốc nha anh em, gốc ở đây đó. Đây chỗ này nó bị chóc miếng móp như này đó, bên Nhật họ quấn chỉ đây đó, bát thì ok anh em, bao chắc với anh em nha đó, sao thì nó quậy thôi đó, đọt nó đây đó. Cái này cây này cây Alpha Taco hàng China xuất Nhật anh em đó, thì cái này cứng 120 dài 2m3 đó, cứng 120 dài 2m3, số dàn fan là dàn fan full set nha anh em, full set phải bấm nha mọi người, đó, Pussy xích luôn, Pussy đây, đó, sẵn này nè, sẵn này dạng hai da, sẵn gần gốt đây, đó, trên clip anh em có thấy, đó, dạng sẵn gần gốt nha nè, sẵn từ gốc tới ngọn luôn, đó,
sắn thì sắn carbon nha anh em, chứ không phải là sắn sắn phép nha. Đây này, lỗi lỗi carbon này, đó, sắn carbon nha. Bù bù chống sắn nha, bù chống sắn. Bù xít luôn. À, phen là phen cánh bóm, phen xít. Carbon là carbon sắn hai dai nha, sắn từ gốc đến ngọn luôn. Đó, rất là sắn luôn. Sắn như con rắn. Cứng 120 anh em, cứng 120 dài 2m3 đó. Hàng này chia cho anh em câu biển, câu máy điện nha anh em. Đó, không thôi anh em câu bông lau, nó sẵn hàng. À, cứng 120 dài 2m3. Thì cái này nặng là 430 g, độc 2.9 ly, giá công khai là 1.6 triệu cộng ship luôn nha anh em. Đó, cái số 8 1.6 triệu cộng ship. Tiếp theo qua 4 cây cuối cùng. 4 cây cuối cùng là 4 cây máy ngang nè, cắm gốc máy ngang. Đó. Tiếp theo cây số 9. Cây số 9 em lên cho người một cây cần của Daiwa. Đó. Anh em, cây này một cây Daiwa máy ngang nha anh em, cây Daiwa máy ngang. Đó. Cắm gốc luôn này, cây Daiwa máy ngang cắm gốc, gốc còn ok anh em. Thì cây này hàng của Daiwa xuất Nhật anh em, hàng Daiwa xuất Nhật. Sở hữu dàn phen là dàn phen Fuji Xích. Đó. Phen cánh bóm. Đó. Cực kỳ ngầu anh em, máy ngang. Dàn phen này không là ăn tiền nha mọi người. Bù bù xít luôn nha anh em, bù xít luôn, phen xít bù xít luôn. Đó. Cần này thì về cho anh em câu biển đánh bao lực, câu xin xin nha anh em. Đó. Thì cái này một cây Daiwa, tay hàng Daiwa xuất Nhật. Đó. Thì cái này tải mát là được 100 g, tải dây bia từ dây bia số 1 với bia số 4 nha anh em. Đó. Thì cái này dài là 1m98 nha anh em. Dài 1m98. Nặng là 320 g, độc là 1.8 ly. Đó. Rồi, giá công khai cây số 9 giá là 900 k cộng ship anh em. Đó, cây số 9 là 900 k cộng ship. Thì anh em câu câu biển. Thoải mái nha anh em, câu gì gì, câu máy điện. Tải đến 100 g rồi. Tiếp theo cây số 10. Cây số 10 em lên cho người quẳng một cây cần máy ngang. Cây này một cây hàng của Olympus nha anh em, hàng Olympus. Là hàng Olympus của China xuất Nhật cho anh em. Đó. Thì gốc nó còn khá là đẹp bên em. Gốc còn khá là đẹp nè. Bát Fuji tam hoàng đầy đủ, cần máy ngang. Đó. Thì anh em thông số tải nó đây. Đó. Fan là fan Fuji bóm, fan xít nha nè. Fan Fuji bóm, fan xít. Đó. Cái này về anh em có thể đánh lóc gừng cũng được, đánh lóc gừng săn hàng, câu câu biển. Câu gì gì, câu máy điện. Cái khá cứng nha mọi người. Đó. Cần rất còn rất là mới anh em. Rất là cứng luôn. Cần rất là mới luôn anh em. Xem bộ phen anh em xem. Đó. Thì cái này nặng là 250 g, độc là 2.7 ly. Dài là 2m1. Cái này tải mồi từ 280 g đến 84 g. Tải dây bê từ bê 0.8 bê 2.5. Đó, giá công khai là 1.5 triệu cộng ship nha. 1.5 triệu cộng ship. Thì hàng này về anh em đánh lóc gừng cũng được, đánh lóc gừng săn hàng. Đó, anh thôi anh em câu di biển, câu dứt. Đó. Rất là cứng nha mọi người. Tiếp theo hai cây cuối cùng. Hai cây nội địa như thế này, hai cây nội địa Quay Hill. Thì hai cây cuối cùng này là hai cây cần nội địa của Nhật. Đó, hai hàng hiệu của Quay Hill, một hàng của Mỹ nha nè, thương hiệu của Mỹ, Ray Hill. Thì cái này dài 2m7, độ cứng mơ. Hàng tất cả phen là phen Fuji nha nè, phen Fuji Japan. Đây nè, Japan. Bát là bát Fuji tam hoàng, phen là phen Fuji. Phen và phen Fuji set cánh bóm. Đây nè. Cực kỳ ngầu anh em. Đây nè, buông cái này. Đó. Bu xít như này. Đó. Keo chỉ thì ok hết nha anh em, nguyên bộ ok hết, không lỗi lầm gì. Đó. Nguyên bộ phen xít nha anh em. Thì cái này tải ra tầm khoảng 250 g anh em. Đó. Thì cái này nặng là 360 g, nặng là đọt là 2.8 ly. Tải mát á, cái này tải mát ra tầm khoảng 300 ra tầm khoảng 200 g, 200 đến 250 g. Đó, rất là cứng nha anh em. Rồi, giá công khai cái số 1 là 1 triệu, giá công khai số 1 là 1.6 triệu cộng ship nha mọi người. Đó, 11 là 1.6 triệu cộng ship. Tiếp theo cái số 12. Cái số 12 bên cho người vẫn là một cây cần Ray Hill. Đó, nhưng cái này đời cao một tí.
sơn còn rất là đẹp, rất là mới luôn đó, chất liệu vẫn là chất liệu carbon này đó. Cả mốt là ok hết nha anh em, bát là bát Fuji tam hoàng Fuji nha anh em. Ngoại hình cây này rất là mới nè, mới sáng luôn đó. Hình Japan luôn nha anh em, Japan fan vẫn là fan Fuji Seed fan bấm nha mọi người đó. Cái này là bu xít mau chạy nè, bu xít mau chạy fan là fan Fuji bấm fan xít mau chạy. Thì cái này vẫn là dài 2m1 nha anh em, dài 2m1 độ cứng L. Cái này tải mọi ra tầm khoảng 250g nha anh em, 200 đến 250g. Thì cái này nặng là 355g, đọc là 26, giá công khai là 1,7 triệu cộng ship nè. Đó, cái số 12, 1,7 triệu cộng ship. Rồi, đó tổng cộng 12 cái cần em lên cho hôm nay. Nếu em ưng cái nào chốt đem sau loại tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em.